Dạ vâng, em xin chào các bạn, xin chào các anh chị đang xem kênh mua bán thân bán của Tuấn Kiên Giang. Hôm nay kênh em về một số loa chép cũng như là một cặp loa bass rời của Pioneer em sẽ giới thiệu trong clip ngày hôm nay. Và trước khi xem kênh thì em xin các anh chị hãy like cũng như là đăng ký kênh của em để được ủng hộ kênh ngày càng phát triển các anh chị nhé. Và trước tiên thì em đang có hai cặp loa chép của JBL. Đây là dòng loa chép xịn tháo thùng đây nha, em còn hai cặp thôi. Và hai cái cặp này thì bình thường em đang bán với giá là 600 ngàn một cặp, nhưng mà còn hai cặp cuối cùng này em sẽ xả nốt cái giá vốn luôn nha, thậm chí là lỗ một tí cũng được đó. Một cặp là 600 ngàn nhưng mà hôm nay em sẽ bán xả luôn là 800 ngàn hai cặp đó. Bác nào mua thì chuyển khoản cho em nha, và bác nào chuyển khoản 800 ngàn thì em sẽ bao ship luôn, bao ship hai cặp mà luôn. Những cái cặp chép JBL này tiếng rất là hay này đó. Đây là dòng chép đơm lụa đó, dòng chép đơm lụa nha. Và cái mặt sau của nó đây thì nó in những thông số này cũng như JBL USA luôn nha, các kiểu nha. Đã em về được hai cặp này nữa, 800 ngàn hai cặp nha, em sẽ bán xả hai cặp này, bởi vì hai cặp này là còn hai cặp cuối này, bình thường em cũng vẫn bán là 600 ngàn một cặp đó. 800 ngàn nha, đường kính của nó là 7,5 cm nha. Đó, đây là dòng chép JBL chuyên về nghe nhạc, anh em không nên hát karaoke nha. Đó, 800 ngàn hai cặp này. Còn chép của BMB, con này là cũng là hàng xịn tháo thùng ra. Đây là hàng bá xịn của Trung Quốc nha. Đó, bây giờ là những cái cặp model của BMW bass 25 độ lên hoàn toàn là của Trung Quốc hết, ráp bên Trung Quốc hết nha. Và con này cũng vậy, cũng là BMB và China này, trở kháng là 8 ôm. Con này đường kính là 10 cm nha. Đó, đường kính là 10 cm. Một dòng loa chép vuông. Em được hai cặp này, hàng bá xịn của Trung Quốc tháo thùng ra. Con này thì nó nằm trong model của những cái cặp loa bass 25 như là 850 hoặc là 880, và model của nó tiếp theo nó là 1000 đó, nằm nằm trong những model này nha. Nhưng mà chính xác hơn là nó nằm trong hai cái model 850 và 880 là chính xác nhất đó. Và em về được hai cặp nữa này, và những cái cặp này thì em đang bán với giá là 400 ngàn một cặp đó. Bác nào về hát karaoke mà thiếu giải chép hay là bị đứt chép đấy thì mua những cái cặp này về để sở hữu cũng như là gắn thay thế những cái dàn loa chép bị cháy như mình nha. Đó, 400 ngàn một cặp này, em đang có hai cặp của BMB. Con này là China nha, hàng xịn của bãi China. Đó, 400 ngàn nha một cặp nha. Cặp phía trước của nó thì nó cũng in cái trở kháng ôm của nó này. Đó, nó là 8 ôm nha. Đây, 8 ôm đây. Đó, còn rất đẹp nha. Còn rất là đẹp luôn. Và mặt hàng tiếp theo nữa là những cái hộp loa mic và loa chép này. Đây là những cái hộp này em lựa bên Campuchia về được ít hộp này. Đó, cái hộp này của nó thì cực kỳ là nặng luôn nha, cầm rất là đầm tay này. Và phía nó trang bị gồm hai loa, một loa chép này và một loa mic. Đó, loa mic của nó là loa tròn nha, còn loa chép của nó là loa hình hình chữ nhật nha. Đó, nó dài như thế này này, tiếng rất là hay luôn, tiếng rất là nhuyễn và sáng nha. Em cũng đã test thử rồi, đây là loa mic, còn đây là loa chép. Và anh em khi mua cái cặp này thì em sẽ tặng cho anh em một cặp tụ đó, một cặp tụ đi kèm luôn nha. Đây này, rất là nhiều ốc nha, không biết nó nằm trong cái model gì ra. Còn trên đây thì nó có thông số này, thông số này của nó thì nó tem nó bị ướt hay nó bị chày đi hết miếng rồi đó, trở kháng cũng là 8 ôm. Đấy, hai loa nha, một loa mic này và một loa chép nằm bên đây đó. Dàn bác nào mà bị thiếu những cái giả này thì mua về, hoặc là mình mua về mình chơi để bổ sung thêm những cái dàn giả loa mic và loa chép nó tăng thêm nha. Đó, tiếng rất là sáng luôn này. Và phía bên trong này thì nó rất là nhiều ốc, mặt dưới của nó rất là nhiều ốc nha. Không biết nó xài cho những thiết bị gì, em lượm được mấy hộp này. Còn đây, đây là cái đường vô của nó này. Đường vô của nó thì anh em có thể về cắt cái này ra. Đỏ là cộng, còn da đen là trừ nha. Đó, như đỏ là cộng này. Cắt cái này ra bỏ. Này, cái này em cắt rồi, em cắt rồi, em đã test rồi nha. Đấy, em cắt em test sẵn hết rồi. Đỏ là cộng này, còn đen là trừ. Đó, mình về mình chỉ việc đấu vô mình nghe thôi, em cũng gắn tụ hết cho anh em luôn. Và cái bộ hộp này như thế này, một cặp này
Một cặp như thế này thì em đang bán với giá là 300 ngàn. Đấy, giá rất là bình dân cho anh em xài nha. Đó, chép nè, một loa chép và một loa mít nha. Đấy, hàng bá xịn luôn chứ không phải là hàng đẻo với hàng Việt Nam gì anh em nha. Hàng bá xịn luôn này. Đó, không biết từ thiết bị nào ra này. Đấy, 300 ngàn một cặp này nha. Em gắn tụ vô em test thì tiếng chép nó ra rất là phê luôn. Chép và mít nó ra rất là to anh em nha. Đó, rất là sáng luôn này, 300 ngàn một cặp. Một cặp như thế này nha, tay em đang cầm nha, là 300 ngàn này. Đấy, anh em nào mua thì liên hệ cho em. Đấy, em đang có khoảng chục cặp nha. Chục cặp như thế này. Đấy, cái nào cũng như nhau hết. Cũng là lo mít nè. Lo bát này. Đấy, có khoảng chục cặp. 300 ngàn một cặp nha. Và tiếp theo nữa, cuối cùng là một cặp lo bát này. Em vừa về tới luôn. Đây là cặp này bên Campuchia gửi về cho em đây. Em sẽ cắt cho anh em xem. Đây là dòng loa bass 25 của Pioneer. Vừa về tới luôn, em sẽ lên sóng cho anh em nào mà có nhu cầu cần nha. Con này là bass này dành cho chuyên về nghe nhạc, không đi hát karaoke nha, bởi vì nó là từ côn nó rất là bé. Đây là cặp bass 25. Bass này là bass chuyên nghe nhạc này, màng là màng carbon bóng này, còn gân là gân vải nha. Gân của nó thì còn zin luôn. Đó, chưa bị hư hao hay là chưa có bị mục nha. Đó, nó còn đẹp, tương đối là đẹp này. Sườn sexy 7 màu luôn. Còn cái phía bên sườn của nó thì nó in những cái logo này. Đây này, những cái logo cũng như là những cái hiệu của loa, đây là logo của Pioneer. Nó là hai cái sừng trâu đấy. Còn đây là những mã số ký hiệu của loa này. Đó. Hàng zin xịn hết nha. Zin cả gân luôn. Đấy, côn tầm khoảng 28 đến 32 nha. Còn từ của nó là từ từ đôi luôn này. Đó, từ đôi dành cho nghe nhạc. Đó, cái cặp này là bass 25 và em đang bán với giá là 1 triệu 300 ngàn cặp này. Đây, bác nào mua thì liên hệ cho em nha, bởi vì phải có cặp thôi. Mua cặp này thì cọc trước cho em 300 ngàn nha. Đó, 1 triệu 3 này em chưa bao gồm ship. Ship cặp này tầm khoảng vài chục ngàn thôi, không có nhiều đâu ạ. Đó, 1 triệu 3 cặp bass 25 của Pioneer này. Rồi 300 ngàn là một bộ loa chép mid hộp này. Đó, một cặp như thế này là 300 ngàn nha. Còn hai cái cặp chép JBL là 800 ngàn hai cặp, bình thường là 1 triệu 2 là hai cặp này nha. Bây giờ em bán còn 800 ngàn, xả hết hai cặp này luôn. Giống như là gà giá vốn luôn rồi, 800 ngàn hai cặp. Còn chép BMB, hàng xịn hóa thùng ra, bãi của Trung Quốc. Giá là 400 ngàn một cặp nha. Con này thì chuyên hát karaoke rồi, đánh rất là bạo lực luôn này. Và nó còn cả những cái bông lót của nó nữa nha. Đó. 400 ngàn một cặp, em đã có hai cặp. Rồi bắt là mua những mặt hàng nào thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781, em xuất hàng Hàn Quốc nha. Và hãy nhớ đăng ký kênh của em để được ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Và em xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt ạ.